Khi tòa tuyên án vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 vào tháng 4 vừa qua, câu chuyện liên quan của Quốc Cường Gia Lai với Sunny Iceland đã có cái kết mới sau nhiều năm kiện tụng. Quốc Cường Gia Lai phải trả lại cho bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng để mà nhận lại dự án các hồ sơ liên quan đến dự án Phước Kiển. Thế nhưng khi đó, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai vẫn tím lịm, khiến cho khối tài sản của CEO Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh lên gần 1.500 tỷ đồng. Thế nhưng câu chuyện bắt đầu rẽ hướng vào cuối tháng 6, khi mà bà Loan, người cầm trịch thế nhưng lại cáo ốm, khiến cho đại hội cổ đông của Quốc Cường Gia Lai bất thành. Chưa đầy 3 tuần sau, dư luận xôn xao trước hình ảnh hàng chục cảnh sát và xe biển xanh của Bộ Công an có mặt trước căn nhà của bà Loan, nhiều thùng chứa tài liệu được thu giữ và vận chuyển ra xe công vụ. Rất nhanh, thông tin bà Loan bị bắt đã được công bố, nguyên nhân là do dính líu tới việc mua bán đất vàng từ nhiều năm trước. Sau bà Loan, cái tên nóng nhất lúc này là con trai của bà, ông Nguyễn Quốc Cường, tức là Cường Đô La. Vâng, tên của ông trình hình trên biển hiệu công ty cơ mà. Dư luận đặt ra câu hỏi, dân chơi phố núi này liên quan đến Quốc Cường Gia Lai đến đâu và có vai trò gì ở công ty khi mà các vụ thâu tóm diễn ra? Tay chơi siêu xe khét tiếng 42 tuổi từng là thành viên của hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai. Vào năm 2006, khi mới 24 tuổi, Cường Đô La đã được bổ nhiệm giữ chức vị phó tổng giám đốc công ty. Hai năm sau, tức là vào năm 2008, thì Cường Đô La đã tiến vào hội đồng quản trị của Quốc Cường Gia Lai. Giai đoạn này cũng là lúc mà Quốc Cường Gia Lai có tốc độ tăng trưởng phi mã về mặt lợi nhuận lên đến 350% mỗi năm. Riêng trong năm 2009, doanh thu thuần tăng đến 1.354,17% so với năm 2008. Do một số dự án đất đã được thực hiện trong thời gian trước đó, thế nhưng chưa được ghi nhận vào năm 2009 mới ghi nhận doanh thu. Vào năm 2010, Quốc Cường Gia Lai lên sàn chứng khoán, mảng bất động sản tiếp tục đóng góp lớn cho kết quả kinh doanh của công ty này. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến năm 2015, lợi nhuận trước thuế của Quốc Cường Gia Lai chỉ lay lắt từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng, không xứng tầm với quy mô tài sản lớn mà doanh nghiệp này nắm giữ. Hai năm tiếp theo, vào năm 2016 và 2017, thì Quốc Cường Gia Lai có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thái lai mau đến chóng qua. Đầu năm 2018, thì Quốc Cường Gia Lai dính hạn khi mà thương vụ nhận chuyển nhượng hơn 30 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh từ công ty Tân Thuận bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tháng 11 năm đó, Cường Đô La bất ngờ rút khỏi tất cả các vị trí tại Quốc Cường Gia Lai. Điều đáng nói là Cường Đô La đã rút khỏi vị trí phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị chỉ một ngày sau khi một ủy ban kiểm tra trung ương ban hành thông cáo báo chí kỳ họp 31. Trong đó có nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm đó và cho tới tận bây giờ, thiếu gia phố núi Nguyễn Quốc Cường chỉ nắm giữ 537.500 cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai, tương đương với 0,2%. Hãy nhìn vào bảng so sánh này. Mẹ của Cường Đô La là bà Nguyễn Thị Như Loan nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai, tức là hơn 37%. Em gái Cường Đô La là bà Nguyễn Ngọc Huyền My có gần 39,4 triệu cổ phiếu, tương đương với 14,3%. Hai mẹ con cộng lại đã chiếm đến 51,3%. Ngoài ra, thì ông Lầu Đức Duy, con rể của bà Loan, cũng đang nắm trong tay hơn 10,5 triệu cổ phiếu. Bà Loan có 3 cô em gái, trong đó người sở hữu nhiều cổ phiếu nhất là Nguyễn Thị Ánh Tuyết với hơn 9,6 triệu đơn vị. Còn 3 người em rể, có 2 người sở hữu hàng triệu cổ phiếu là ông Lưu Đình Phát và ông Hồ Viết Mạnh. Tổng cộng thì bà Lan và những người liên quan đang nắm giữ khoảng 60,2% vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai. Bất ngờ chưa? Trong khi mà người thân họ hàng đều ôm cổ phiếu của công ty nhà mình, thì quý tử của nhà bà Loan lại đứng ngoài như vậy ư? Liệu có nguyên nhân sâu xa nào ở trong đây không? Quay lại với Cường Đô La, chúng ta biết rằng thiếu gia này rời công ty vào thời điểm công ty Quốc Cường Gia Lai gặp nhiều lùm xùm, trong đó có vụ mua bán đất vàng giá bèo có liên quan tới ông Tất Thành Cang. Ông Cang chấp thuận chuyển nhượng đất đã đền bù của công ty Tân Thuận cho Quốc Cường Gia Lai trái pháp luật. Vào tháng 12 năm 2018, Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Về sau, thì ông Tất Thành Cang cùng với những nhân vật như là Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài đều rơi vào vòng lao lý vì dính đến đất vàng. Điểm chung của họ đều từng là cấp dưới của ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy,
nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 2024, một tháng sau khi phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan giai đoạn 1 khép lại và giai đoạn 2 tiến hành điều tra, ông Lê Thanh Hải đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng do chịu trách nhiệm trong các vi phạm liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về nhân vật này thì các bạn có thể xem các clip tôi đã đăng nha. Anh Hai Nhật làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 10 năm 2015 thì nghỉ. Dưới thời của ông Lê Thanh Hải, những ông bà trùm bất động sản như là Trương Mỹ Lan, Phan Văn Anh Vũ tức là Vũ Nhôm, Lê Thị Thanh Thúy, Dương Thị Bạch Diệp, vân vân đã biến những mảnh đất kim cương ở quận 1, quận 3 thành những cao ốc thương mại và văn phòng chia chác cho nhau những mối lới hàng trăm ngàn tỷ đồng, thế nhưng làm ngân sách quốc gia bị thất thoát trầm trọng. Vào tháng 12 năm 2009, công ty cao su Đồng Nai và công ty cao su Bà Rịa thuộc tập đoàn Cao su Việt Nam góp vốn thành lập công ty Phú Việt Tín. Đến tháng 3 năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố có quyết định thu hồi và giao khu đất 39, 39B, Bến Vân Đồn cho Phú Việt Tín để đầu tư, xây dựng dự án theo quy hoạch. Sau khi được giao khu đất 39, 39B, Bến Vân Đồn, Phú Việt Tín không những không triển khai dự án mà cơ cấu các bên góp vốn liên tục thay đổi. Đến năm 2014, có sự xuất hiện của Quốc Cường Gia Lai của nhà bà Nguyễn Thị Như Loan. Trong vụ này, thì Quốc Cường Gia Lai đã chi 465 tỷ để mua vốn của Phú Việt Tín, sau đó bán cho hai pháp nhân và một cá nhân thu lợi 382 tỷ. Nếu như trong vụ Tất Thành Cang, ông này đi bóc lịch vì tội vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, còn Quốc Cường Gia Lai thì được đền bù gần 17 tỷ. Thì khi vụ Bến Vân Đồn bị phanh phui, nữ thần may mắn đã không mỉm cười với họ. Vụ án này dẫn đến việc tư dinh của CEO Nguyễn Thị Như Loan bị khám xét, tịch thu tài sản, bị tạm giam và khởi tố, mỉa mai thay là với tội danh y hệt ông Tất Thành Cang. Chỉ là nó không xảy ra trong thời kỳ của ông Cang mà là trước đó mà thôi. Đến thời điểm bà Loan bị bắt, thì Quốc Cường Gia Lai có doanh thu hợp nhất chỉ vỏn vẹn là 39 tỷ, giảm 77% so với cùng kỳ và lãi sau thuế vỏn vẹn là 651 tỷ đồng. Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai còn lại hơn 9.500 tỷ. Thế nhưng trong đó hơn 7.000 tỷ đã bị chôn vốn trong các dự án, trong khi tiền mặt thì còn chưa tới 30 tỷ đồng. Đã thế, Quốc Cường Gia Lai còn phải lo nộp lại 2.882 tỷ vụ Trương Mỹ Lan theo như phán quyết của tòa. Nếu như Quốc Cường Gia Lai lận đận cả chục năm qua, thì cường đô la lại có vẻ không hề hấn gì mấy. Trên mạng xã hội, vị thiếu gia phố núi liên tục chia sẻ hình ảnh mua xe sang, tậu biệt thự. Câu hỏi được đặt ra là cường đô la chỉ nắm giữ có 0,2% cổ phần của công ty, tính theo giá vào ngày 20 tháng 7 thì chưa đến 5 tỷ. Vậy vị thiếu gia phố núi này lấy tiền đâu ra để phục vụ thú vui siêu xe, nhà đẹp, hàng hiệu đây? Xin tiền mẹ chăng? Không phải là không thể nha. Vì trên thương trường thì người phụ nữ này là một người phụ nữ rất cứng rắn. Thế nhưng khi về nhà thì bà Loan lại được kể như là một người mẹ hiền hậu. Cách bà Loan đi hỏi vợ Đàm Thu Trang cho cường đô la mấy năm trước vẫn được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Hoặc là cường đô la không gắn bó toàn bộ tương lai ở Quốc Cường Gia Lai. Năm 2018, giới bất động sản nhắc đi nhắc lại chuyện cường đô la rời khỏi Quốc Cường Gia Lai. Cũng trong tháng 8 năm 2018, công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường ra đời. Do bà Như Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, vốn điều lệ là 1.169 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2019, thì công ty cập nhật thông tin do ông Nguyễn Quốc Cường làm tổng giám đốc, tăng vốn điều lệ lên 708 tỷ. Tháng 8 năm 2020, Chánh Nghĩa Quốc Cường đổi tên thành C Holding do ông Nguyễn Quốc Cường làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Vợ là bà Đàm Thu Trang, sinh năm 1989, là thành viên của hội đồng quản trị. Tháng 5 năm 2021, công ty cập nhật tăng vốn điều lệ lên 850 tỷ đồng. C Holding được biết đến là chủ đầu tư dự án C Skyview nằm tại Thủ Dầu 1, Bình Dương. Dự án có diện tích đất hơn 8.500 m2 là tổ hợp công trình cao 36 tầng. Tiếp nối dự án C Skyview, dự án The Mason là dự án thứ hai được C Holding giới thiệu. Cũng ở Thủ Dầu 1, dự án gồm 2 block cao 29 tầng. Dù kiếm tiền ở đâu thì cường đô la vẫn thường xuyên xuất hiện ở cả vai trò thương nhân lẫn cậu ấm với thú vui siêu xe hay bên gia đình với người vợ và những đứa con. Nguyễn Quốc Cường vẫn luôn rất nổi bật. Chỉ là cho đến đúng ngày trước khi bà Loan bị bắt thì cả hai vợ chồng cũng ẩn hết bài viết, hình ảnh trên trang cá nhân Facebook. Trên tài khoản Facebook thì Nguyễn Quốc Cường chỉ còn hiển thị ảnh bìa đăng tải vào ngày 13 tháng 6. Tương tự thì tài khoản của Đàm Thu Trang cũng chỉ có ảnh bìa
đăng tải từ tháng 10 năm 2021. Cả hai tài khoản đều đã tắt trạng thái bình luận. Diễn tiến của cuộc điều tra đang được tiến hành với bà Loan sẽ tiết lộ thêm những chi tiết, những nhân vật chấn động nào nữa. Liệu vụ án này có thể hé lộ thêm điều gì về đại án Vạn Thịnh Phát đang được điều tra giai đoạn 2 hay không? Liệu có thêm quan chức tham nhũng nào nữa bị đưa ra ánh sáng hay không? Tất cả đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.